Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện bác sĩ Trần đến nhà Ngân và bị nguyệt, rồi thì tất cả mọi người ở đây xua đuổi ạ. Nó có thể là một câu chuyện buồn đối với tất cả những quý khán thính giả mà yêu mến bác sĩ Trần. Tuy nhiên, đó cũng có thể là câu chuyện mà khiến cho rất nhiều người ghét bác sĩ Trần cảm thấy hả hê. Vâng, thưa quý vị, sau khi rời khỏi nhà Ngân thì bác sĩ Trần đã đến nhà Tám Trang. Vâng, tại đây bác sĩ Trần lại một lần nữa phải nhận những cái sự khổ đau khi mà đến từ đứa con trai của mình. Nó đã một đứa con trai 6 tuổi đặt ra những câu hỏi rất hóc búa đối với người cha của nó. Thuyết sẽ xin chia sẻ câu chuyện này ở phần sau. Trước hết thì Thuyết xin thông báo với quý khán thính giả rằng sau khi mà bác sĩ Trần vừa đi khỏi được một lát thì lúc đó là anh Vinh được coi như là Tuấn đưa về nhà. Các bạn biết đó, tức là hàng ngày là Vinh là vẫn được Tuấn chở đi đến công ty, và trong khi đó thì Sinh viên Hùng cũng coi như là từ công ty chạy về để thăm con. Và khi về đây và khi nhìn thấy mấy người này thì Nguyệt rất là hê đã kể lại cái câu chuyện bác sĩ Trần đã đến đây và bị Ngân xua đuổi, bị mọi người xua đuổi đuổi ra khỏi nhà. Rồi thì khi mà Sinh viên Hùng nghe thì cậu ta đã lặng thinh. Cậu ta cảm thấy rất là thương xót cho bác sĩ Trần. Hùng có nhắc nhẹ Nguyệt một câu rằng anh nghĩ rằng em làm như vậy thì cũng hơi là quá đáng với bác sĩ Trần, bởi dù sao đi chăng nữa thì bác sĩ Trần cũng là người giúp đỡ cứu giúp cho ba người để khỏi bệnh, trong đó có anh, có Ngân và có cả Tám Trang. Tại sao em lại dùng những cái lời nó nặng nề như vậy? Người Việt Nam ta có câu: lời nói thì không mất tiền mua, nói sao thì nói thì cho để cho vừa lòng nhau. Không thiếu gì những cái câu từ để mà em có thể nói để cho bác ấy nó đỡ bị đau khổ đến mức độ như thế vậy. Khi mà nghe Hùng nói như này thì Nguyệt rất là bức xúc. Nguyệt đã coi như là quát Hùng một trận, bảo em nói thật với anh chứ, đó là ông vội vã, là ông còn đứng dậy, hôm nay ông còn nhanh trí ông đứng dậy ông đi, ông còn không đi. Em nói thật với anh là em còn nói là em thực hiện, em sẽ lấy vào lấy cái bô, mà cái bô thằng Nhẫn nó vẫn ỉa đó, em úp cái bô cứt nó lên đầu ông ấy. Vâng, và Nguyệt phản ứng Sinh viên Hùng rất dữ dội. Trong câu chuyện mà các bạn biết là Nguyệt đã kể lại với Hùng không, có những đoạn mà trong video trước Thuyết đã chưa chưa kịp tường thuật. Có nghĩa là trong khi bác sĩ Trần bị Ngân từ chối và Ngân chạy vào trong nhà rồi, có nghĩa bác sĩ Trần cũng ngồi ở đó cảm giác như mình là một người thừa và cảm thấy nó rất là xấu hổ. Đó, các bạn thấy không? Người ta đâu cần phải những lời nặng lời đâu, mà chỉ cần nói nhỏ nhẹ thế thôi thì những đối tượng như bác sĩ Trần mới cảm thấy thấm. Người ta như vậy mới cảm thấy đau. Chứ còn thì nói như là chửi bới rầm 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 người ta không coi là cái gì đâu. Nhưng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng thì coi như người ta sẽ cảm thấy là thấu lát tim can. Chính là những lời nói của Ngân và chính lời nói của những người của anh Đoàn Dư. Và các bạn biết không, khi mà bác sĩ Trần bước chân rời đi kêu than những cái lời than thấu trời xanh là Ngân ơi, tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy? Trong lòng anh vẫn chỉ có một mình em thôi. Cả đời này anh sẽ suốt cả cuộc đời này anh chỉ có bóng hình của em trong trái tim. Tất cả những kỷ niệm kỷ vật ngày hôm qua vẫn còn đây, mà sao em lại lỡ vô tình bóp lát trái tim anh? Nguyệt đi sau cách bác sĩ Trần một đoạn, các bạn bế bé Nhẫn và đi sau bác sĩ Trần một đoạn, Nguyệt đã coi như mắng bác sĩ Trần rằng khóc mới lóc cái gì, khóc mới thương cái gì, khóc tiền, khóc thì vào nhà lao mà khóc, không trả lại 50 triệu đô thì vào tù mà khóc. Một tay Nguyệt bế bé Nhẫn, một tay là Nguyệt cứ hất từ dưới hất lên trên này, cứ đuổi như là đuổi tà, cứ xì xì thế này này, xì xì này, nói và xin lỗi như là người ta gọi là nói hơi quá, đuổi như là đuổi chó ra khỏi nhà. Mà nếu mà nói theo như là người lịch sự một tí là đuổi như đuổi ma, đuổi như đuổi tà ấy. Trong khi đó trái ngược với những cái lời nói hơi hơi bị tàn nhẫn của Nguyệt với bác sĩ Trần thì anh Đoàn Dư, một lãng tử giang hồ, lại nói năng rất là lịch thiệp. Anh ấy vừa đi vừa động viên bác sĩ Trần: thôi anh Trần ơi, tất cả ở đời người thì sông có khúc mà người thì có lúc, đôi lúc thế này đôi lúc thế kia. Anh cũng biết rằng đôi khi con người ta có tuổi rồi và lúc đó là không còn lộc lá của ông trời, hay nói một cách khác là anh đã hết thời rồi. Vâng, xin chúc sức khỏe của anh và anh lên đường cố gắng làm sao coi như là bình tĩnh, đừng có lái xe nhanh gây tai nạn thế lọ thế kia, và chúng ta hẹn gặp nhau ở đồn cảnh sát hoặc là ở tòa án nhé, tòa thị chính gì đó. Vâng,
những lời lẽ của Đoàn Dư như là một mũi kim chích vào trái tim của bác sĩ Trần. Rõ ràng những lời nói của anh Dư rất là nhẹ nhàng, nhưng các bạn biết đó, những lời nói nhẹ nhàng như vậy nó mới thấu tận tim gan, người ta mới cảm thấy đau đớn. Còn những lời nói như Nguyệt thì thật sự là những người như cỡ như bác sĩ Trần không cảm thấy đau đớn gì đâu. Cho nên ở đây là với từng người, đúng không ạ? Có thể những lời nói của Nguyệt sẽ làm cho những người khác đau, nhưng mà những người như bác sĩ Trần thì phải gặp như Đoàn Dư. Trong khi đó thì lại trong một cái hoàn cảnh khác, khi mà bác sĩ Trần ra về và kêu than những tiếng kêu vậy ạ, thì lúc đó Ngân ở trong phòng vẫn khóc tức tưởi và nhìn qua khung cửa sổ vẫn nhìn thấy bác sĩ Trần và tiếng kêu thảng thốt của bác sĩ Trần vọng lại. Vâng, và Ngân rất đau khổ và ôm mặt khóc rức lở. Vâng, ở đây thì các bạn biết rằng từ xưa đến nay Ngân chưa bao giờ xử tàn tệ với ai bao giờ, chưa bao giờ có những lời nặng lẽ với bất kỳ ai, kể cả những lúc sinh viên Hùng mắng Ngân thậm tệ, nhưng chưa bao giờ Ngân Ngân nói những cái lời mà mang tính chất tàn nhẫn như là ngày hôm nay Ngân đã nói với bác sĩ Trần. Tất nhiên trong chuyện này thì chúng ta không thể trách cứ Ngân được, đúng không ạ? Một người mà tự nhiên mất 50.000 đô, một cái số tiền quá lớn vào tay một kẻ khác chỉ vì lúc đó đầu óc của mình không tỉnh táo, thì có những người ví dụ gặp phải Nguyệt chẳng hạn, gặp phải Nguyệt thì số tiền đấy mà là của Nguyệt thì mà Nguyệt có mà bốc xôi cho vào mồm bác sĩ Trần luôn, đúng không ạ? Cho nên là ở đây Ngân như vậy là vẫn còn rất nhẹ nhàng, nhưng mà bản thân Ngân thì bị cắn rất lương tâm, bởi vì muốn dù xa đi chăng nữa, các bạn cũng thấy xem, nghĩ đi thì phải nghĩ lại, bác sĩ Trần chính là người đã giúp đỡ Ngân thoát khỏi cái căn bệnh trầm cảm, đã một vài lần cứu Ngân, đúng không ạ? Và bất cứ trong trường hợp nào thì coi như là bác sĩ cũng tận tụy, không phải cứ gì với Ngân và với tất cả những người khác nữa. Ở đây thì có một bạn tên là Thomas 3808, Thuyết đã giới thiệu từ video trước cũng đã nói những cái lời này. Vâng, bây giờ Thuyết xin chia sẻ cái lời bình luận của bạn Thomas 3808 nhé các bạn. Em luôn nghĩ rằng một người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng như bác sĩ Trần đã và đang và sẽ không làm những việc xuẩn ngốc. Một người xuẩn ngốc không ngẩng đầu trước thị phi. Rõ ràng bác sĩ Trần luôn sống ngẩng đầu, nhiệt tình và tận tâm. Hình như tất cả những người trong cuộc đều quên đi điều bác sĩ Trần đã giúp mình hào phóng tận tình ra sao. Thứ nhất, đầu tiên Hùng khi trong bệnh viện nhận làm con nuôi, đó không phải là cái phao khi Hùng sắp chết chìm trong áp lực của thị phi hay sao? Sau đến mua nhẫn cưới cả mấy chục ngàn đô để Hùng chữa bệnh cho Tám Trang. Thứ hai, giúp cả gia đình nhà Tám Trang đưa Đông Nhi từ Trung Quốc sang Canada, vượt qua các nguy nghiệt về chính quyền, vân vân. Thứ ba, tỏ tình với chị Ngân trong lúc Hùng bỏ rơi, không phải để giúp chị vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần hay sao? Đó là em khoan nói đến việc bác yêu chị Ngân nhé. Thứ tư, anh Vinh, không nhờ cơ bác sĩ Trần phát hiện tráo đổi hai đứa bé thì làm sao có cơ hội bé được săn sóc như bây giờ? Làm sao anh Vinh có được công việc tốt như ngày hôm nay? Thứ năm, gia đình chị Ái Khanh trong lúc tang gia bối rối, chỉ bác sĩ Trần một mình lo liệu. Nếu không có bài điếu văn nêu tên chị Ái Khanh thì liệu chị và anh Thuyết có bao giờ tìm lại được nhau hay không? Thứ sáu, Phạm Hoa liệu có qua khỏi vụ sảy thai lần đầu nếu không có bác sĩ Trần kịp thời tìm kiếm đưa vào bệnh viện hay không? Tất cả điều đó sao mọi người đã vội quên đi mà chỉ xoáy vào những suy diễn riêng rùng rợn hơn mức tưởng tượng. Cho một người có chỉ số IQ cao như bác sĩ Trần, tại sao bác sĩ phải bỏ bùa yêu khi biết mình đã cảm hóa được chị Ngân? Vâng, như em đã nói ở trên, một người có chỉ số IQ cao không làm những điều ngu ngốc. Người có IQ thấp thì không nghĩ được đến những điều cao đẹp như lòng biết ơn, yêu thương và tha thứ. Chúc tất cả mọi người trên kênh bình an hạnh phúc và xin đừng ném đá em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu Thuyết nhớ không nhầm thì bạn Thomas 3808 này là đang sống ở tại bên Mỹ. Thuyết đã đọc được rất nhiều bình luận từ trước đến nay của bạn, nhưng mà Thuyết cũng cũng chưa lần nào chia sẻ cả, thì hôm nay Thuyết mạnh dạn chia sẻ của lời của bạn ấy. Điều này là Thuyết cũng đang nói về Ngân, chính Ngân khi mà nói những lời cay nghiệt với bác sĩ Trần để muốn bác sĩ Trần ra khỏi nhà mình và hẹn bác sĩ Trần chúng ta chỉ có gặp nhau ở đồn cảnh sát hoặc là ở đâu nhỉ? Ở tòa án mà thôi. Có nghĩa là không gặp nhau ở nhà Ngân nữa.
thì đó chính là những cái lời tàn nhẫn. Và chính Ngân khi nói ra những lời này thì Ngân đã rất đau khổ. Bởi vì Ngân biết rằng một khi mà Ngân nói được ra điều đó là Ngân sẽ phải coi như là phải chịu cái áp lực rất là lớn và đã phải suy nghĩ rất nhiều và phải vượt qua rất nhiều những cái đắn đo mới có thể quyết tâm nói được những điều này. Điều này thì các bạn biết đó. Cái bằng chứng là tại sao? Bằng chứng là Ngân không thể tự nhiên mà nói được, mà Ngân đã phải cố tình uống 3 ly rượu liền một lúc. Uống xong rồi ngồi một lúc rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó rượu nó ngấm vào người và rượu vào thì lời ra. Và tất cả những cái gì suy nghĩ từ trước đó thì Ngân mới có thể thốt được ra lời. Đôi khi những người mà kém, không có tính cách mạnh mẽ các bạn, thì họ hay mượn rượu thì mới có thể nói được. Chứ khi chưa uống rượu là chưa nói được. Thì ở đây Ngân thì lần đầu tiên trong cuộc đời phải nói những cái lời mà nó vượt quá cái của mình, cho nên là vượt quá cái suy nghĩ của mình. Bởi vì từ trước đến giờ Thuyết không nói cũng giống bạn Thu Mớt, không nói về cái chuyện yêu đương nữa mà nói về cái chuyện tình nghĩa thôi. Thì bác sĩ Trần cũng đã giúp Ngân rất rất nhiều, đúng không ạ? Thuyết không nói những người khác nữa. Và theo như bạn Thu Mớt nói là có 6 điều cơ. Thì trong khi đó Thuyết chỉ nói về vấn đề Ngân, có nghĩa là Ngân đã phải kìm nén nỗi đau. Cái nỗi đau đó chính là nói những lời mà theo như Ngân nghĩ trong đầu, đó là những lời mà hơi quá đáng, hơi tàn nhẫn với bác sĩ Trần. Và đó cũng chính là những lời kêu than của bác sĩ Trần. Thì Ngân đã phải lấy đà bằng cái cách là uống 3 ly rượu liền một lúc để coi như là có thể thốt ra được cái lời mình muốn nói. Vâng, có thể đây chính là những cái suy nghĩ trong nhiều ngày qua của Ngân tích tụ lại. Và Ngân đã quyết tâm là phải nói bằng được, đúng không ạ? Chứ còn thì không phải là bột phát. Có lẽ là các bạn biết rồi, đúng không ạ? Ngân đã có một sự chuẩn bị, và đây là cái sự chuẩn bị nghe có vẻ như rất là kỹ càng. Bởi vì Ngân nói như đinh đóng cột là không có cái cuộc gặp mặt ở nhà nữa, mà chỉ có gặp nhau tại đồn cảnh sát hoặc là ở tại tòa án nếu anh Trần không trả em số tiền 50 triệu đô. Thì các bạn biết đó, đúng không ạ? Còn nếu bác sĩ Trần mà trả thì theo như lời của Ngân nói như vậy thì có khả năng là tất cả mọi chuyện sẽ cho qua đi, có nghĩa không còn khởi tố bất cứ cái gì nữa. Tuy nhiên là các bạn biết đó, theo cái lời nói của bác sĩ Trần thì bây giờ tiền đâu còn nữa. Bác sĩ Trần đã nói là đầu tư vào cái gì gì mà ở bên Thái Lan, trong cái chỗ mà ở Phuket, tức là cái chỗ này là đầu tư vào bất động sản mà các bạn biết là ở chỗ đó đã đắt đỏ kinh khủng, gần như là nhất nhì thế giới các bạn đó. Và cái thứ hai là đầu tư vào đây rồi thì không thể rút tiền ra được đó, phải trong một khoảng thời gian không biết là mấy chục năm thì anh mới có thể rút vốn. Chứ còn thì anh đùng một cái anh vừa đầu tư anh rút vốn ra, coi như là anh muốn rút một cái thì anh sẽ bị mất trắng. Đấy, cái luật người ta đã quy định rồi mà. Chính phủ Thái Lan người ta đã quy định với khách nước ngoài nó là như vậy rồi. Các bạn không phải là người ở tại Thái Lan, không có quốc tịch tại Thái Lan thì khách nước ngoài là có cái chính sách riêng như vậy. Cho nên là bác sĩ Trần đã lấy cái là nói rằng là tiền đã đầu tư vào đó rồi. Thuyết không dám nói là lấy cái cớ nhá. Mà ở đây không biết chính xác hay không chính xác. Nhưng cái vấn đề đó là Ngân lúc đó đó không tỉnh táo. Bác sĩ Trần nói rằng chính Ngân là người lấy cái tiền đó và có những đầu tư vào cái chuyện đó là do Ngân tất cả. Bây giờ Ngân để đòi tiền là thế nào? Đúng không ạ? Cho nên là cái chuyện đó bây giờ là tiền mất rồi. Cho vào đó bây giờ muốn lấy ra không thể lấy được rồi. Trong chuyện này chỉ có Ngân với bác sĩ Trần hiểu thôi. Nhưng Ngân bây giờ lại không thể nhớ được những cái chuyện gì mình đã làm, đã nói với bác sĩ Trần trong cái giai điểm đó. Vâng, có thể là tất cả vào cái thời điểm đó thì các bạn biết đó, bao nhiêu người khuyên can nọ kia Ngân có hiểu cái gì đâu. Có nghĩa là Ngân không làm chủ được bản thân mình. Và đến bây giờ thì Ngân không thể nhớ được những điều đó là mình đã làm gì, đã nói gì, đã đầu tư tiền như thế nào. Vâng, mặc dù bạn Thomas ấy, có câu cuối cùng nói rằng là chúc tất cả mọi người trên kênh bình an hạnh phúc và xin đừng ném đá em nhé. Nhưng mà Thuyết tin rằng mọi người sẽ ném đá bạn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có bạn đưa ra 6 điều để bảo vệ tất cả mọi người trong đây. Tức là tất cả là công lao của bác sĩ Trần. Chẳng hạn điều đầu tiên là Hùng trong khi bệnh viện, rồi bác sĩ Trần nhận làm con nuôi. Đó là một cái phao khi Hùng sắp chết chìm. Và coi như là mua cả cái nhẫn cưới để cho Hùng chữa bệnh ở Tám Trang. Tức là bạn ấy không nói rằng là đó là cái số tiền, mà cái công ở đây là bác sĩ Trần để mua nhẫn cưới cho Hùng để chữa bệnh ở Tám Trang, chứ không nói về cái giá trị đồng tiền. Đấy, bạn Thomas cũng tinh vi ghê. Tức là không nhắc tới tiền mà nói tới cái công sức về chữa bệnh ở Tám Trang. Còn phần thứ hai là giúp cả gia đình nhà Tám Trang, rồi gia đình nhà Đông Nhi như thế nào các bạn đã biết đúng không ạ? Và vấn đề thứ ba là trong lúc mà coi như là Ngân bị Hùng bỏ rơi, thì coi như là lúc đó là chính bác sĩ Trần đã người là người yêu mến Ngân, là
ở ngay bên cạnh Ngân và giúp Ngân vượt qua được cái cơn khủng hoảng về tinh thần đó. Và cái thứ tư, chính anh Vinh, là chính vì cái sự mà bác sĩ Trần đã đánh cháo hai đứa bé đó thì anh Vinh mới có cơ hội để gặp lại Ngân. Cái điều này thì nó hơi bị phũ phàng các bạn ạ. Thực sự ra cái điều thứ tư này mà bạn Thomas nói nó hơi phũ phàng, có nghĩa là rõ ràng là cái chuyện nếu mà bác sĩ Trần không đánh đổi hai đứa bé này nhá, tức là đặt giả thiết thôi, chứ bây giờ không khẳng định được là bác sĩ Trần đánh cháo hay không, cứ biết là chuyện hai đứa bị nhầm lẫn đã, đúng ạ, thì nếu không có cái chuyện đó thì đúng là Vinh không có cơ hội, đứa con của Vinh không có cơ hội làm con nuôi của Ngân là một, và Vinh bây giờ không có công ăn việc làm như thế là hai, đang đi làm farm kìa, ục mì ở ngoài kia kìa, tiền lương thì thấp, đúng không ạ, trong khi đó thì con cái làm sao có người bế như vậy. Cho nên là ở đây là bạn Thomas cho rằng Vinh cũng nhờ bác sĩ Trần tráo đổi hai đứa con nó mà có cái cơ hội như vậy, tức là phải mang ơn bác sĩ Trần, tức là tất cả mọi người. Còn trong khi đó bạn nói trong phần thứ năm, trong cái điều thứ năm là Võ Ái Khanh, trong lúc mà bác sĩ Trần đọc cái điếu văn đó thì coi như quả phụ Võ Ái Khanh, đúng không ạ, nhưng điều này thì thuyết phản đối bạn nhé. Lý do tại sao vậy? Bởi vì lý do là Võ Ái Khanh lúc đó đã biết thuyết rồi, biết cách đó mấy tháng rồi, nhưng Võ Ái Khanh chưa ra mặt thôi, đúng không ạ. Trên là kể cả là bác sĩ Trần không đọc tên thì một thời gian sau Võ Ái Khanh vẫn xuất hiện. Nói thật đó là như vậy. Không bao giờ Võ Ái Khanh không xuất hiện mà kiểu gì trước sau gì cũng xuất hiện thôi. Có điều rằng là khi có cái đám tang đó mà bác sĩ Trần viết cái tên là quả phụ Võ Ái Khanh thì Võ Ái Khanh xuất hiện nhanh hơn. Đây là điều là thuyết thừa nhận. Chứ bạn nói là nếu không có bác sĩ Trần đọc câu đó thì hai người không bao giờ tìm đại được nhau là điều đó sai. Bởi vì Võ Ái Khanh cũng đi tìm Thuyết mấy chục năm, mà bản thân Thuyết cũng đi tìm Võ Ái Khanh mấy chục năm, đúng không ạ? Cho nên là hai người sẽ gặp nhau muộn hơn mà thôi. Còn trong điều thứ sáu, bạn Thomas nói rằng Phạm Hoa liệu có qua khỏi cái vụ sảy thai lần đầu nếu không có bác sĩ Trần kịp thời tìm kiếm đưa vào bệnh viện hay không? Thì cái chuyện này thì theo Thuyết nghĩ điều này thì cũng không đúng cho lắm. Tất nhiên là cũng có công của bác sĩ Trần, nhưng nếu cái chuyện mà không có bác sĩ Trần ở đấy thì chắc chắn cái ông cái gì nhỉ, cái ông mà chủ vàng bạc, đúng không ạ, mà ông bảo vệ xô đẩy ngã thì chắc chắn họ tự phải đưa vào bệnh viện, chứ nếu không thì người ta Phạm Hoa chết ở đó thì chính ông ta bị tội, đúng không ạ, trên là sẽ có người khác đưa vào. Ở đây là hai điều thứ năm thứ sáu thì Thuyết bác bỏ thôi, còn tất cả những điều trên thì hầu như bạn nói là tương đối là chuẩn xác, đúng không ạ. Trong điều thứ sáu này, nếu mà Phạm Hoa không có bác sĩ Trần đưa ngay vào bệnh viện thì có người khác, chính là vợ chồng cái ông bà chủ quán đó. Ờ, bây giờ Du đẩy ngã người ta xuống dưới đất như thế, người ta chảy máu me vết nhà sảy thai mà thấy người ta đau đớn nằm vật ra đó mà không đưa một phát camera nó quay tại chỗ, thì bạn hành động của bạn có thể là cố ý gây thương tích hoặc là cố ý giết người rồi, đúng không ạ. Cái phần đầu bạn đẩy người ta ấy, Du đẩy người ta, xô đẩy người ta cái té ngã thì không nói làm gì, nhưng khi người ta té ngã, người ta bị chảy máu, người ta đau đớn rồi mà bạn cố tình không đưa người ta đi viện thì rõ ràng là bạn cố ý để coi như muốn hại người ta rồi, lúc đấy là gặp nguy hiểm, đúng không ạ. Thì thôi, thì trong câu chuyện này Thuyết chỉ đưa ra và phân tích như vậy thôi, còn cái quyền ở đây Thuyết không nói đúng sai nha, đúng sai là Thuyết không biết và các bạn tự đưa ra những cái bình luận là bạn Thomas có cách nhìn về bác sĩ Trần như vậy, có nghĩa là hầu như tất cả mọi người trong cái câu chuyện tình đang diễn ra ở xứ sở La Phong, ngay cả Thuyết cũng phải mang ơn bác sĩ Trần, tức là bạn Thomas cho rằng như vậy, bởi vì không có bác sĩ Trần thì Thuyết không gặp vượt được Võ Ái Khanh, còn tất cả mọi người đều mang ơn hết, đúng thật đó là như vậy. Các bạn nhìn đi, từ Tám Trang này, từ Sinh Viên Hùng này, từ Đông Nhi này, đúng không ạ, từ Vinh này, từ Ngọc Bích này, vân vân, chỉ có mỗi Đoàn Dư xuất hiện sau này thì không gì thôi, chứ còn thì hầu như là tất cả đều coi như được bác sĩ Trần giúp đỡ. Vâng, người Việt Nam ta có một câu nói mà Thuyết không nhớ lắm nhưng đại khái như thế này, tức là bạn làm 100, 1.000 điều tốt có khi không ai biết đến, nhưng bạn chỉ làm sai một lần thôi thì nhao nhao cả thế giới vào chê trách bạn và mọi người đều biết đến bạn. Có nghĩa bạn giúp đỡ người ta cả 1.000 lần người ta chẳng biết bạn là ai, nhưng bạn chỉ cần làm sai một điều gì rất nhỏ thì bạn ngay lập tức bị lên án đấy. Ở đời người nó là như vậy đó các bạn. Trên ở đây là câu chuyện này có thể so sánh với bác sĩ Trần được, có nghĩa là có công lao mãi từ xưa đến giờ chẳng ai biết đến ở đâu, nhưng đến bây giờ có tội một cái thì lôi cổ ra, phải trị tội, điều đương nhiên có tội phải trị tội, nhưng mà công lao thì không thấy ai nhắc tới. Vâng, để cho công bằng thì Thuyết xin đọc một lời bình luận của bạn Nguyễn Nguyễn Niên Nan, bởi vì
Tuyết đã đọc một người tức là ủng hộ bác sĩ Trần rồi thì đọc một lời tức là đối lập, tức là một bạn khác không ủng hộ bác sĩ Trần là bạn Nguyễn Liên Lan, và đây là đại diện cho những người phản đối bác sĩ Trần. Bạn ấy viết rằng: Ngân ơi, mai cứ khóa cổng lại, đứng xa trả lời dứt khoát với ông cho nó rõ còn tình yêu ông không, và bảo ông chuyển trả lại tiền cho, coi như ra thông báo cho ông vậy. Còn Ngân không tiếp ông nữa, cảnh giác không ông lại cho bùa lửa đó. Bà giúp mẹ Hùng vẫn còn bùa đó chưa sạch nên bà còn u mê, chưa phân biệt rõ ràng. Ngân phải cương quyết dứt khoát xa ông ta ra, không thì ông ta moi hết tiền của Ngân chứ chả yêu đương gì đâu. Ông nhiều vợ trẻ có con, nhiều cả lũ vợ ô hùa nhau, người âm thầm kẻ ra mặt, dùng mọi thủ đoạn nờ gạt nửa Ngân lấy tiền đó sao? Trước ở Thái bị bùa mê, ông điều khiển không nhớ và hiểu mọi chuyện. Giờ tỉnh, Ngân phải xem các video của anh Thuyết cho hiểu rõ cái tâm, cái mưu của ông mà mạnh mẽ lên Ngân nhé. Đừng nể nang mềm mỏng với ông ta nữa. Mong Ngân mạnh mẽ lên để cứu chính gia đình Ngân và tôn trọng sự yêu thương giúp đỡ của biết bao nhiêu người chung quanh như cô Yến, anh Đoàn Dư, anh Thuyết, chị Khanh và biết bao nhiêu cộng đồng mạng ủng hộ cái thiện, cái chính nghĩa. Chúc Ngân trí tuệ, tỉnh táo, sáng suốt, không bị cạm bẫy của cái ác lần thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Liên Lan. Trong chuyện này, Ngân đã làm rất tốt theo những lời của bạn nói rồi. Thậm chí là không cần phải đứng khóa cổng gì cả, mà thậm chí coi như là đối mặt, mặt đối mặt luôn, coi như thẳng tưng luôn, đúng không ạ? Có lẽ trong những ngày vừa qua thì mọi người không nghĩ rằng Ngân sẽ cứng rắn như ngày hôm nay. Nhưng Ngân hôm nay đã để cho mọi người rất là thoải mái rồi, đúng không ạ? Rất may mắn là hôm nay bác sĩ Trần coi như là súng ống của bác sĩ Trần cũng không coi như là cố gắng dương lòng lên, chứ hôm nay mà bác sĩ Trần cứ cố gắng súng ống mà dương lòng lên như mọi khi thì hôm nay Ngân cũng chặt đứt luôn. Lý do rất đơn giản, lý do bởi vì Ngân sợ rằng là ồ, lại coi như mình lại mê mẩn quá, lại sờ vào một cái chẳng may lại đưa lên mắt, lại nhiễm trùng lần thứ hai thì khó chữa lắm các bạn. Bởi vì như ai đã từng nói đó, súng ống của bác sĩ Trần coi như toàn có những vi trùng độc hại. Vâng, Thuyết xin đọc lời bình luận cuối cùng, không còn nhiều thời gian nữa. Đó là lời bình luận của bạn Kiên Minh. Bạn ấy viết liên quan tới câu chuyện của chuyện tình của Ngân Hùng và bác sĩ Trần. Câu chuyện tình của Ngân với ông Trần thì Ngân tự giải quyết. Việc gì phải lôi Hùng vào ép lấy Ngân để lấp chồng đấy. Trần không lấy được Ngân, không biết mọi người nghĩ gì mà ép Hùng thay thế. Trong khi đó Ngân đã chia tay với Hùng rồi mà... Đừng đẩy Hùng vào ngõ cụt. Vì sao mọi người có hiểu không? Hùng đã bỏ chạy để thoát mối tình già ngay từ video đầu. Tuổi trẻ tài cao, chí lớn đã vập đầu vào dọ ngõ mãi mới được thông ra cho cháu Hùng tuổi còn non trẻ mà đã phải trả giá cho Ngân. Đi cứu Ngân về thoát khỏi địa ngục của lão Trần. Cứu Ngân về mà đánh mất tình yêu đầu đời đẹp nhất của mình, mà bây giờ phải đóng thuế thay Trần. Mọi người phải nghĩ cho Hùng, chứ thương lấy tám trang, còn Ngân gây nên bão thì Ngân phải gặp gió, phải ra sức mà chống cự, chứ sao lại ỷ lại vào cộng đồng mạng giúp đỡ con Trang với Hùng thì ai giúp đây? Còn hai con của Hùng vẫn còn có trách nhiệm trông nom. Vậy mong Hùng tỉnh giấc đi, đừng sau này hối không kịp, đừng vì đồng tiền che mờ đôi mắt. Vâng, xin cảm ơn bạn Kiên Minh. Thực sự ra bạn viết không thể nào đọc được các bạn. Xin lỗi bạn là bạn viết chữ dấu huyền thành dấu sắc và mất dấu và chính tả quá. Thành ra là đọc nó không rõ nghĩa, nó bị sai nghĩa bạn ạ. Đến bây giờ Thuyết vẫn không hiểu chính xác là bạn ủng hộ, là bạn nói câu đầu tiên là tại sao mọi người lại cứ ép Hùng lấy Ngân là thế nào, và không biết có phải như vậy hay không, và bạn ấy ủng hộ Hùng với tám trang hay không thì Thuyết vẫn chưa hiểu nữa. Tuy nhiên đây cũng là một cái đóng góp của bạn, và mong dần từ sau bạn góp ý thì bạn chú ý lại về cái chính tả của mình nhé. Ban đầu thì Thuyết định đọc và phân tích một chút, nhưng mà vì Thuyết không hiểu chính xác được cái nội dung của bạn, thành ra Thuyết không dám phân tích nữa. Phân tích nó sẽ sai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà rời khỏi nhà Ngân thì bác sĩ Trần đã đi đến nhà Tam Trang. Vâng, không biết là trước đó có vẻ như là bác sĩ Trần đi theo cái kiểu như là cảm tính chứ không có một sự tính toán, tức là không lên kế hoạch trước.
Bởi vì có lẽ theo thuyết nghĩ là kế hoạch của bác sĩ Trần sẽ ở lại nhà Ngân ăn cơm, uống rượu, chuyện trò với Ngân cho đến đêm khuya mới về. Theo thuyết nghĩ là như vậy. Và theo các thông tin Thuyết được biết thì bác sĩ Trần đã rẽ vào đâu đó, mua một vài cái đồ chơi, một vài cái gói bánh kẹo gì đó và đã lao đến nhà Tám Trang. Và theo thuyết nghĩ rằng đây chính là gọi là hành động theo cảm tính chứ không có một cái kế hoạch, lên một cái kế hoạch trước. Đó. Ví dụ như là người ta muốn đến nhà Tám Trang, người ta lên kế hoạch từ ngày hôm trước vào lúc mấy giờ thế nọ thế kia đúng không ạ? Nhưng đây là vì quá đau buồn. Khi bà bị coi như là Ngân xua đuổi như vậy thì bác sĩ Trần quá đau buồn và đã lạc lõng thế nào lại đến bước chân đến nhà Phạm Hoa và Tám Trang. Các bạn biết không, lúc đó thì ông Linh cũng, ông Lâm cũng đã đi làm về rồi và mọi người là đang ở bên phía ngoài đang chuẩn bị để nấu nướng các bạn, bởi vì nhà Tám Trang và Phạm Hoa bây giờ ở chung một căn nhà với nhau và họ thường thường là ăn chung với nhau các bạn. Tức là người ta gọi là cái gì nhỉ? Đóng góp gạo thổi cơm chung ấy, kiểu như vậy. Thì trong cái bữa cơm chiều, nhất là nó đầy đủ mọi người á, thì nó rất là vui vẻ. Khi bác sĩ Trần đến đây á, thì các bạn biết không, là Phạm Hoa đang nấu nướng và nhìn thấy, vừa thấy bóng dáng của bác sĩ Trần cái thì Phạm Hoa chạy vòng ra phía đằng đằng bên cạnh cạnh vườn này này, để đi vòng đường này để chạy lên trên nhà. Đó, bác sĩ Trần đi lối bên này, còn Phạm Hoa vòng bên lối bên kia để chạy trốn. Thì đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy đây thì Tám Trang coi như là nhìn bác sĩ Trần chân chối một lúc và ông bà Lâm thì mỉm cười chào bác sĩ Trần từ xa. Trong khi đó Tám Trang đứng chết lặng vài giây rồi sau đó cũng gọi mời bác sĩ Trần đi vào uống nước. Tức là cái chỗ này cũng có một hai cái bàn, nhà ai cũng vậy, mùa hè và buổi chiều là bao giờ cũng có một vài cái bàn phía sau vườn các bạn ăn cơm ở đó, và đồ ăn thức uống ví dụ như là nước lôi ở đó. Thì Tám Trang cũng chủ động, khi thấy Phạm Hoa chạy thì cô gái này cũng chủ động coi như là đi đến chiếc bàn uống nước và gọi bác sĩ Trần đã về và coi như mời bác sĩ Trần đến ngồi vào bàn. Thì khi mà bác sĩ Trần đi đến và nhìn thằng Huy, Phạm Hoa thì chạy đi, thì nhìn thằng Huy, bác sĩ Trần gọi con ơi, con trai của bố ơi một câu thì bác sĩ Trần không gọi hết câu các bạn ạ. Bác sĩ Trần kiểu như xúc động quá khóc, khóc nghẹn ngào, tức là bác sĩ Trần quỳ xuống dưới cái bờ cỏ, ở lền cỏ đấy, giang hai tay ra gọi gọi thằng Huy con ơi con của bố ơi, tức là ý là định là lại đây với cha nào, nhưng mà bác sĩ Trần khóc nghẹn ngào, xúc động quá không thể nói được hết câu, chỉ nói là con ơi con của bố ơi, muốn nói mấy câu sau là lại đây cho bố ôm nào, nhưng bác sĩ Trần không nói được nữa, nước mắt của bác sĩ Trần ràn rụa chảy ra. Đến lúc này thì ông bà Lâm cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa và khi thấy bác sĩ Trần khóc thì ai cũng cảm thấy thương cảm. Thì thằng Huy với lại bé Bông ấy, nó nhìn thấy bác sĩ Trần thì nó ngập ngừng một tí xong bảo nó lao vào nó chạy, nó lao vào nó ôm. Bởi vì các bạn biết đó, tức là trong một thời gian dài, tức là bác sĩ Trần đã mua những cái đồ như cái máy bay để bằng pin để bay trên bầu trời này, mua đàn piano rồi tất cả các thứ cho chúng nó, cho nên là hai đứa nó thích lắm. Đến khi nó thấy bác sĩ Trần đến một cái là thằng Huy ban đầu nó thấy lạ, đi cách xa tháng rưỡi này rồi, nhưng sau đó nó nhận ra bác sĩ Trần và bác sĩ Trần gọi nó một cái thì nó lao tới nó ôm lấy bác sĩ Trần, ôm và bác sĩ Trần ôm gỉ con trai vào lòng. Vâng, bé Bông cũng chạy ra ôm lấy bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần đã bảo hai đứa bé hôn vào má mình, sau đó lấy cho mấy túi quà, những cái đồ chơi cho hai đứa và kẹo bánh nữa để cho hai hai đứa nó ăn nó chơi. Khi này thằng Huy khi buông bác sĩ Trần ra, nó hỏi bác sĩ Trần một câu là: "Ô, ông đi đâu mãi bây giờ mới về?" Bác sĩ Trần đã ôm nó vào lòng thêm một lần nữa bảo: "Con gọi ta bằng cha nhá, không được gọi bằng ông, con biết chưa?" Thì thằng Huy nó đẩy bác sĩ Trần ra một tí, nó nhìn nghiêng nhìn ngó mặt bác sĩ Trần như thế này và nó hỏi bà là: "Ô thế tại sao anh Trần Trân cũng gọi ông bằng cha mà, thì tại sao con lại gọi bằng cha nữa?" Thì bác sĩ Trần bảo ngập ngừng rồi bảo: "Đúng rồi, Trần Trân cũng là con của cha và con cũng là cha con của cha, cho nên là các con phải gọi cha bằng cha." Thì ở đây thằng Huy lại hỏi tiếp một câu: "Vậy thì bé Bông có gọi cha bằng cha hay không?" Bác sĩ Trần lúc này cũng không biết nói gì cả, ôm hai đứa vào lòng chặt hơn, nước mắt của bác sĩ Trần ràn rụa rơi rớt cả xuống đám cỏ. Ông Năm, ông bà Lâm nhìn thấy bác sĩ Trần như vậy là biết là bác sĩ Trần có tâm sự rồi. Trên là đã bảo Tám Trang nhanh chóng đi vào trong nhà lấy mấy chai bia, mấy cái con mực ra. Ông Lâm là rất thích uống bia các bạn ạ. Nhưng mà trong khi đó thì mọi người như chẳng hạn như như Đoàn Dư rồi thì một số lớp trẻ bây giờ họ lại không thích bia đâu các bạn. Họ thiên về uống rượu nho.
Tức là rượu chẳng hạn như uống tiệc, uống nhiều, uống trông nó lịch sự hơn đúng không ạ? Nó ngon hơn. Tất nhiên là rượu nho nó đắt tiền hơn rồi. Khi mà nghe cha của mình nói vậy, Tám Trang rất nhanh nhẹn, coi như là mời bác sĩ Trần, mời bác sĩ Trần lên cái ghế ngồi cùng cha, để con vào lấy con mực, con nướng để cho bác sĩ Trần và cha của con uống rượu, uống bia cho nó vui. Mặc dù là được vợ chồng ông bà Năm mời lên trên bàn ngồi, rồi đến cả Tám Trang coi như là mời hai lần bác sĩ Trần lên bàn ngồi, nhưng bác sĩ Trần lúc đó là xúc động quá và bác đấy ngồi bịch ra đất các bạn ạ. Vâng, một bác sĩ và rất lịch sự, ăn mặc rất đẹp đẽ và chưa bao giờ, có thể là chưa bao giờ có ai nhìn thấy bác sĩ Trần ngồi ở đất cả. Các bạn hình dung ra như là một cái bãi cỏ các bạn, mà không cần bàn ghế gì mà bác sĩ Trần ngồi ủn ra đất á. Và cuối cùng là cứ ôm lấy thằng Huy và bé Bông thôi, và nước mắt cứ chảy ràn rụa. Thì rõ ràng ông bà Lâm biết cái tâm sự, bác sĩ Trần có tâm sự nhưng mà cũng không tiện hỏi. Và khi mà Tám Trang từ trong nhà đi ra ấy, lấy mấy cái chai bia và coi như là mấy con mực ra, thì coi như có nói với bác sĩ Trần rằng trời cũng sắp tối, thì bác ngồi thế nó sẽ có sương xuống, nó ướt quần mà có thể sẽ không tốt cho sức khỏe đâu bác ạ. Con mời bác lên ngồi bàn đi, và hôm nay bác uống bia thoải mái đi, và hôm nay con sẽ nấu một cái món ăn cho bác và cho ba má con ăn. Ở đây Tám Trang muốn nấu cho bác sĩ Trần một cái món gọi là món Thuyết không biết gọi là cái món gì, nhưng mà nấu bằng tôm hùm các bạn ạ. Vâng, không biết là gia đình nhà Tám Trang có chuẩn bị hay là như nào trước hay không, hay là Phạm Hoa có cái gì trước hay không mà tự nhiên có tôm hùm. Tôm hùm thì nó không, ở bên này nó không khó gì đâu các bạn. Con tôm rất là to, có thể một vài ký nô, bán ở ngoài chợ rất nhiều và nó còn sống nguyên. Và ví dụ người ta nấu, ví dụ nấu mì, nấu cháo, nấu gì ăn cũng tiện. Tức là Tám Trang nói với bác sĩ Trần rằng con nhìn thấy màu da của bác không được tốt lắm, sức khỏe nghe chừng không được tốt. Con sẽ nấu cho bác một món ăn với tôm hùm. Cho nên là con mời bác ngồi lên trên bàn. Vâng, và khi mà thấy Tám Trang nói chuyện với mình như vậy thì bác sĩ Trần giật mình. Bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ Trần không bao giờ nghĩ rằng Tám Trang tự nhiên khỏi bệnh nhanh được như vậy mà nói năng hoạt bát như vậy. Thì bác sĩ Trần rất là xúc động và nói với Tám Trang rằng là ồ, bác chúc mừng con, bác không bao giờ coi như nghĩ rằng con lại nhanh chóng khỏi bệnh được như vậy, nói năng niu nát như thế. Và hôm nay thì con nấu món ăn gì thì bác cũng ăn hết để cho con cho con vui vui mừng. Và để giữ lời lời hứa của mình thì bác sĩ Trần đã ngồi uống bia cùng vợ chồng Lâm, và sau đó đã ăn uống ở ở đây đến đâu khoảng gần 9 giờ tối gì đó mới về. Đây là theo cái thông tin mà Thuyết được biết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hiện nay nói như thế nào thì nó vẫn chưa có hồi kết các bạn. Rõ ràng rằng Ngân đang muốn đưa bác sĩ Trần ra tòa, hay nói một cách khác là coi như là đưa bác sĩ Trần đến đồn cảnh sát, rồi thì đến cái phòng công tố viên gì gì đó đúng ạ, để muốn mục đích để muốn lấy lại 50 triệu đô. Rõ ràng là Ngân đang muốn lấy lại số tiền, mà đây có thể là cái câu chuyện mà có rất nhiều người suy đoán sai. Mọi người có thể suy đoán rằng Ngân với tính cách như vậy sẽ không bao giờ đòi tiền bác sĩ Trần, và có thể còn lo lắng Ngân sẽ quay lại với bác sĩ Trần. Nhưng rất bất ngờ khi mà Ngân đã xử lý rất cứng rắn. Và trong câu chuyện này, bác sĩ Trần có làm theo lời Ngân hay không, hay là bác chấp nhận tất cả mọi điều đi đến đâu thì đến, thì chúng ta phải đợi chờ trong những video tiếp theo trong những ngày mai. Xin chào và hẹn gặp quý khán thính giả vào lúc 7 giờ sáng ngày mai trên kênh Định Cư Canada giờ Việt Nam các bạn nhé.